Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 26 cm, 35 cm, 40 cm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125 m, chiều rộng 68 m. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tìm độ dài cạnh hình vuông. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh bằng 10 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật. Muốn tính diện tích thì bạn phải biết được chiều dài và chiều rộng, mà đề đã cho chiều dài rồi nên mình sẽ tìm thêm chiều rộng nữa nhé. Để tính được thì bạn cần phải dựa vào hai dữ kiện mà đề cho nhé. Bạn hãy phân tích nha. Từ dữ kiện cạnh hình vuông và chu vi hình vuông thì bạn sẽ tìm được chu vi hình chữ nhật. Mà tìm được chu vi hình chữ nhật thì bạn hãy nghĩ ra tới nửa chu vi nhé. Bạn giải tiếp đi nha. Bạn giỏi lắm. Cảm ơn quý vị đã xem, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em, cháu.